Nếu giá trị trên toàn cầu giảm 1 triệu lần, nhưng số tiền của bạn vẫn được giữ nguyên thì sẽ thế nào? Tôi là một công nhân bình thường, đồng lương ít ỏi, công việc thì nặng nhọc. Tôi thậm chí không thể trả tiền thuê nhà, ngay cả bạn gái thời thơ ấu cũng chê tôi nghèo, nên đã chia tay tôi. Tôi chán nản đến mức tuyệt vọng, lên sân thượng và uống rượu một mình, muốn kết thúc cuộc đời. Nhưng trong lúc tôi đang do dự không dám nhảy, thì đột nhiên một tia sáng chợt lóe lên. Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong căn nhà thuê của mình. Chiếc tivi cũ nát bỗng chập chờn, lóe lên vài lần. Bảng tin thông báo sự sụt giảm giá trị toàn cầu, nhưng tôi không quan tâm điều này cho lắm. Ánh sáng vừa nãy là cái gì? Sao tôi lại ở đây? Ngay lúc này, có ai đó gõ cửa. Chủ nhà lại đến thu tiền nhà. Đợi tí, tôi ra liền. Tôi lấy ra một chiếc hộp ở dưới gầm giường. Bên trong đó chỉ có khoảng 50 tờ tiền 100.000. Đây là số tiền mà tôi dành dụng được. Tôi không dám dùng đến khi có được 50 triệu. Tôi để dành cho đám cưới của mình. Cuối cùng, cô ấy đã bỏ tôi. Bây giờ nó không quan trọng. Tôi lấy 500.000 đi ra ngoài, mỉm cười và đưa tiền cho bà chủ nhà. Bà ta nhìn qua, rất mình nhảy lùi lại. Bà ta lắp bắp và nói rằng, số tiền này quá lớn, tôi bán nhà cũng không đủ. Tôi đã rất ngơ ngác, chẳng phải tiền thuê nhà là 500.000 hay sao? Nếu vậy thì càng tốt, tôi để tiền đó đi tiêu cái khác vậy. Tôi lấy ra vài chục nghìn tiền lẻ từ trong túi. Bà ta cầm lấy đồng xu 1.000 trên tay, bảo rằng một đồng này là quá thừa rồi. Tôi sẽ góp tiền để trả lại, bao giờ đủ sẽ trả. Họ có thể lấy thêm vài căn nhà nữa nếu như cậu thích. Nói xong quay người rời đi. Tôi đứng đó nhìn theo bà ta một cách ngu ngốc. Đột nhiên điện thoại reo, là đội trưởng gọi giục tôi đi làm. Tôi tắt máy và nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Tôi đã cố gắng tiết kiệm đến nỗi không dám mua điện thoại, phải dùng tạm nó. Điện thoại đờ rất khó chịu, chắc giờ không còn ai sử dụng nó nữa. Đã đến lúc thay đổi điện thoại mới. Chị ơi, lấy cho em một con điện thoại rẻ rẻ với ạ. Chỉ cần nghe gọi là được. Tôi lấy ra 800.000. Người bán hàng sau khi nhìn, trợn mắt lên, gần như ngất đi vì sợ hãi. Thưa ngài, ngài đang đùa tôi phải không ạ? Với số tiền đó, ngài có thể mua mấy cái công ty điện thoại rồi. Nghe xong tôi cũng sốc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một lúc mới bình tĩnh lại được, tôi nhìn xuống giá của chiếc điện thoại. Tại sao nó còn chưa đến 1.000 đồng vậy? Tôi liền nhớ lại sự việc kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay. Một ánh sáng kỳ lạ, TV thông báo giá toàn cầu sụt giảm, tiền nhà chỉ 1.000 đồng. Vậy mà lại báo tôi còn thừa. Điện thoại thì chỉ có 80 đồng. Tôi đưa cho chị bán hàng 1.000 đồng. Sau đó bảo, chị cứ cầm tiền thừa đi. Ôi trời đất ơi, cậu có đang đùa không? Ra khỏi cửa hàng, để xác minh lại suy nghĩ của tôi đi thẳng vào cửa hàng bán siêu xe. Thử xem giá của một chiếc siêu xe là bao nhiêu tiền. Nhân viên tư vấn liếc nhìn thấy tôi ăn mặc quá tồi tàn, nên có vẻ khinh bỉ. Nhưng vì muốn thể hiện trình độ với tôi, anh ta vẫn niềm nở, giới thiệu hết chiếc xe này đến xe khác. Khi tôi đang chuẩn bị mua vài con xe, người bán hàng cũng vừa kết thúc phần giới thiệu. Đuổi tôi ra khỏi đây, tôi hoàn toàn bối rối. Anh đang coi thường ai vậy? Tôi giới thiệu chỉ để chứng minh sự chuyên nghiệp của tôi, chứ cậu mua sao nổi. Nếu đã vậy thì tôi cũng không thèm. Tôi định ra ngoài và tìm một cửa hàng khác. Một nữ nhân viên bán hàng đến. Thưa anh đừng rời đi, để em giới thiệu xe cho anh. Anh có thể lái thử, em không mua cũng không sao. Nhìn ánh mắt chân thành của cô ta, tôi lập tức lấy ra số tiền khổng lồ 100.000. Không cần giới thiệu, tiền của tôi đây, chọn cho tôi chiếc tốt nhất. Em gái bán hàng thấy tôi hào phóng quá, chớp mắt liên tục, phấn khích không nói nên lời. Số tiền này lớn quá, anh ngồi đợi em một chút nhé, em sẽ tính giá tốt cho anh. Tôi không cần giá thấp, chỉ là mấy chục nghìn thôi mà, cứ tính giá cao nhất cho tôi. Khuôn mặt tên bán hàng trở nên ngốc nghếch. Tôi biết rằng anh ta bây giờ đang rất hối hận, tự đấm ngực dậm chân, nước mắt trào ra. Những người có thể dễ dàng rút ra số tiền 100.000 đều là những đại gia chính hiệu. Anh ta nhanh chóng đến và xin lỗi. Tôi nói rằng không cần, cảm ơn anh đã tư vấn nhiệt tình, chỉ trách tôi quá nghèo nàn nên anh không bán thôi. Xong thủ tục, tôi lái xe về nhà. Vào trong, tôi gặp bố mẹ bạn gái cũ. Họ đến đây để đòi tiền đền bù chia tay, nói rằng tôi đã lấy đi thanh xuân con gái họ, nếu không thì đã gả cho nhà giàu rồi. Bố mẹ tôi ngượng ngùng, tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Họ đúng là không biết xấu hổ mà. Tôi lần này đã nhìn thấu nhà này, chỉ cần nén cho họ 1.000. Đôi vợ chồng sửng sốt, tôi đuổi họ về nhà. Ban đầu, tôi muốn đưa cho bố mẹ vài trăm nghìn. Khi tôi nghĩ về tình hình hiện tại, tôi sợ sẽ khiến bố mẹ hoảng sợ, nên đưa họ 1.000. Sau đó, tôi lái xe trở lại công trường, vẫy nhẹ tay, đã mua lại một công ty xây dựng. Không phải là để kiếm tiền, tôi chỉ muốn giúp đỡ anh em đồng nghiệp tốt của tôi, vì việc tôi đưa ra một mức lương cao hơn một chút là hợp pháp. Sau khi xong việc, tôi trở về căn nhà thuê, nằm trên giường suy nghĩ về mọi chuyện hôm nay. Thật mơ mộng, đột nhiên điện thoại reo, đó là tin nhắn từ bạn gái cũ. Em bị đá rồi, em nghĩ không ai tốt với em như anh, chúng ta có thể quay lại được không? Hả?